Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chăm sóc và phục hồi dâu tây sau những đợt trái nha các bạn. Trước tiên thì mời các bạn xem nó chậu dâu của mình nha các bạn. Dâu nhặt lùng cấy mô. Về lá các bạn. Rất là dày này. Xanh chắc và mướt. Tỷ lệ hoa đầu trái thì gần như 100% nha các bạn. Mình đã thu hoạch mấy đợt rồi các bạn. Rất là xanh luôn, đều mướt. Rồi, ok. Các bạn thì dâu tây mà sau khi chúng ta thu hoạch nhiều đợt các bạn thì chắc chắn là cây sẽ rất là bị si các bạn. Đó, mùa này thì mùa rất là nóng nữa, cũng là sắp cuối mùa dâu, sắp tới mùa mưa. Thì về cơ bản dâu thì sau khi chúng ta thu hoạch xong các bạn, thu hoạch nhiều đợt thì chúng ta sẽ là cắt tỉa này, lá khô, lá già, những cái cuống mà chúng ta nhiều lần thu hoạch các bạn, cắt tỉa hết sạch nha. Khi cắt tỉa sạch hết lá thì chúng ta sẽ gọi là xới đất lên nha các bạn. Chúng ta sẽ đắp xới đất lên cho nó tơi xốp các bạn, thông thoáng bộ rễ. Sau khi xới đất thông thoáng xong thì chúng ta sẽ tưới cho nó một lượng phân NPK nha các bạn. NPK này chúng ta pha loãng thôi nha các bạn. Pha rất là loãng. Sau khi pha loãng chúng ta tưới nhớ là tưới xung quanh gốc nha các bạn. Tưới xung quanh thành chậu, đừng tưới trực tiếp lên gốc và lên lá. Sau khi tưới xong NPK các bạn thì nó cung cấp dưỡng chất để phục hồi cây rất là tốt nha các bạn. Sau khi tưới xong thì chúng ta sẽ phủ một lớp như này các bạn. Đây là vỏ cà phê nha các bạn. Vỏ cà phê hoặc là vỏ trấu đều được. Chúng ta sẽ phủ một lớp mỏng trên trên. Nó có rất là nhiều tác dụng các bạn. Thứ nhất là nó sẽ giữ ẩm tốt cho cây này. Mùa nắng như thế này là mình thấy rất là nhiều bạn trồng sau khi thu hoạch xong là lá nè các bạn, cháy hết viền lá. Khi thu hoạch xong thì cây rất là yếu, cháy hết viền lá này, khô và bị sốc nhiệt nữa các bạn. Thời tiết nóng như thế này, mình thì sau khi thu hoạch xong thì mình cắt làm các phương pháp như mình vừa nói xong, thì mình sẽ phủ một lớp vỏ cà phê lên trên, phủ lớp là rất là mỏng, nó sẽ giữ ẩm rất tốt cho cây. Các bạn xem mình dâu mình rất là xanh mướt, không có bị gọi là bị cháy lá hay là bị sốc nhiệt như một số bạn. Sau khi mà mình bóng mồi NPK cho nó phục hồi cây thì tầm 10 ngày các bạn, thì chúng ta sẽ bỏ phân ủ nha các bạn. Có thể là phân gà ủ này, phân bò hoặc là phân dê đã qua xử lý nha các bạn. Chúng ta sẽ bón ở dưới này các bạn. Bón xong một lớp một ít ở trên, một ít thôi các bạn, xong chúng ta tiếp tục này phủ sơ lại. Tạo một lớp và lớp đệm. Này nó giữ ẩm rất là tốt cho cây luôn. Đỡ mắc thoát nước này, khỏi nắng trực tiếp xuống làm cái bộ rễ nó dễ bị khô các bạn, dễ bị sốc nhiệt nữa, cây nó sẽ đuối sức. Dâu này thì mình thu hoạch vài đợt rồi nhưng mà nói chung là vẫn còn khá là khỏe luôn các bạn.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.